Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tranh cử ưng tương tổng thống, bắt đầu khôi phục chế độ nô lệ. Sau khi sống lại nước Mỹ lệ, vu Bắc không ngờ mình lại có được khuôn mẫu giống bác mang. Cha mẹ mất sớm, trong nhà phú khả địch quốc. Hơn nữa còn có một lão quản gia văn võ song toàn. Vốn vu Bắc đã định sống, không thú vị như vậy, tuy nhiên, ngoài ý muốn bị một đám tiểu hắc khiêu khích, lại liên tưởng đến đủ loại việc xấu của tiểu hắc mấy năm nay, trong lòng vu bắc dân lên chán ghét sâu sắc đối với chủng tộc này. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ lệ quốc. Và rồi, khôi phục chế độ nô lệ. Tiểu hắc phân phối ra ngoài trồng bông mới là chính đạo. vu bắc Tôi đã nói rồi, Tổng thống tôi ghét nhất chính là Mu Ken. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Ta nói tiểu hát tỷ lệ phạm tội cao, ngươi nói ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngôi sao xanh Đất nước xinh đẹp Lạc Thánh Đô Trong một trường đại học dân lập nổi tiếng địa phương, một người châu Á tuấn tú ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, mặc một bộ âu phục màu đen, chuẩn bị ăn trưa trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tơ trơn vô cùng, nghiễm nhiên là phong phạm quý tộc. Mà bên cạnh hắn là một lão giả da trắng khuôn mặt hiền lành. Đồng dạng cũng là ưu nhã thông dông. Thiếu gia, ngài sắp tốt nghiệp rồi. Các lãnh đạo trong tập đoàn đều đang suy nghĩ khi nào ngài trở về. Tốt lắm, Ander, chuyện của tập đoàn có ngươi là được, nếu như những cổ đông kia có vấn đề, nhớ thông báo cho ta mở đại hội cổ đông là được. Em biết đấy, bọn họ rất sợ anh nhưng mà không đợi lão giả nói xong vu bắt vừa cười vừa nói lão giả nhất thời nghẹn lời sau đó nhìn không được bất đắc dĩ cười cười thiếu niên nói không sai đám cổ đông kia quả thật rất sợ hắn dù sao người trước mắt này nói một câu là có thể làm cho đám kia ở lạc thánh đô thậm chí là người của kim tự tháp ở mỹ lệ quốc từ tầng cao nhất rơi xuống địa ngục mà a đức cũng là nhìn không được nhớ tới chuyện cũ thiếu niên trước mắt này sau khi sinh ra cha mẹ liền qua đời trên cơ bản có thể nói là hắn từ nhỏ một tay nuôi lớn cho nên đối với vu bắc hắn hoàn toàn phục tùng a thật sự là con ngoan của mẹ a nhìn xem con ăn thức ăn cho chó sao ha 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 còn không phải sao thật sự là một tên hề a mà đúng lúc này bỗng nhiên một trận huyên náo phá vỡ sự yên tĩnh của căng tin. Hóa ra là một nhóm đen nhỏ thành lập băng đảng, đang bắt nạt một cô gái trẻ cũng gốc Á Châu. Trong đó có một tiểu hắc thậm chí trực tiếp đánh đổ bàn cơm của người châu Á kia, đem nước trong thức ăn toàn bộ đưa tới trên mặt cô gái châu Á kia. Cô gái châu Á nước mắt đều chảy ra, nhưng cũng không dám phản kháng. Người chung quanh đều không dám lên tiếng. Hiển nhiên đám người này ở trong trường học cũng có chút hung danh. Thiếu gia, có muốn ta đi lên hỗ trợ hay không? Ander nhìn thấy bộ dáng người châu Á kia, trong lòng khẽ động, sau đó lên tiếng hỏi. Dù sao, thiếu gia nhà mình cũng là người châu Á. Tuy nhiên, vu bắt lại lắc đầu. A à Đức, loài chuyện này chúng ta không nên tham dự. Hắn tự nhiên rõ ràng A à Đức nghĩ là cái gì, chỉ là, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này điều này cộng lại hơn 40 năm kinh nghiệm, đã sớm để cho hắn học được bình tĩnh, hoặc là nói là trình độ nhất định lạnh lùng. à, bất quá những tiểu hắc này, đúng là nhân tố bất ổn trong xã hội, tỷ lệ phạm tội vẫn rất cao. Mà nghĩ tới kiếp trước cùng với kiếp này, những thứ này tiểu hắc các loại việc xấu, vu bắt vẫn là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tâm, tên kia hình như không phục chúng ta lắm. Mà đúng lúc này, trong đám tiểu hắc kia, dư quan nhìn thấy động tác của vu bắc nhìn không được nói với tiểu hắc hình thể cường tráng nhất trong đó lại là một con khỉ châu á ăn mặc kiểu người cẩu dạng không biết có thể gõ ra bao nhiêu tiền tiểu hắc tên tâm nhìn về phía vu bắc cười lạnh một tiếng bọn họ sở dĩ khi dễ người ngoại trừ vui vẻ càng nhiều vẫn có thể từ trên người những kẻ yếu này bộ ra tiền sau đó một đám tiểu hắc cười lạnh đi về phía vu bắc thiếu gia phiền toái hình như tới rồi. Ander sắc mặt thông dong, mu bàn tay ở phía sau, vừa cười vừa nói. Vu Bắc lại giống như không nhìn thấy một đám người tới tìm mình, vẫn không nhanh không chậm ăn cơm. Con khỉ châu Á, đã là niên đại nào rồi, sao còn dùng gậy ăn cơm? Tiểu Hắc tên Tom cười lạnh nói. Vu Bắc không nói gì, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ander cũng mỉm cười. Một đám tiểu hắc chưa từng bị người ta phớt lời như vậy. Nhất thời phẫn nộ. "Phu Kim xiết tôi đang nói chuyện với anh, anh không nghe thấy sao?" Tông mặt đen cũng có chút tức đỏ. Mà nghe được lời nói của tiểu hắc, Vu Bắc cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Sau đó nhìn không được thở dài. "Nhìn đi, Ander, ta đã nói rồi, tiểu hắc chính là nhân tố bất ổn định của xã hội văn minh nhân loại chúng ta." "Không sai, thiếu gia" ngài nói rất đúng. Ander cười cười, nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời cả căng tin lập tức yên tĩnh lại. Những người vốn định xem náo nhiệt kia đều không nhìn được há to miệng. Ai cũng thật không ngờ thanh niên châu Á trước mắt lại dám nói ra sai lầm lớn như vậy. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ Mỹ lệ quốc đều là một mực tuyên dương chủng tộc bình đẳng quan niệm. Cho dù là trong bọn họ cũng có người có cùng suy nghĩ với vu Bắc, nhưng hiện tại hoàn cảnh này ai dám chân chính nói ra a à? nga thượng đế người này rốt cuộc là ai a à, lại dám nói như vậy t ta cảm thấy nói rất tốt dừng lại đi oai đề tài này nhắc tới ngươi về sau cũng đừng nghĩ đi tham gia cái gì tranh cử người này hình như là sinh viên khoa văn học nghe nói bình thường đều không tiếp xúc với người trong lớp đến trường tan học đều là Rolls-Royce đưa đón t có tiền như vậy những người khác trong căn tin nhìn không được thấp giọng thảo luận, mà đám tiểu hắc tông lúc này cũng là mơ hồ. Trong lúc nhất thời, lại quên mất nên làm cái gì. Phân biệt chủng tộc, bọn họ hình như bị người châu Á này kỳ thị, đáng chết. Ngươi là con khỉ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Con khỉ châu Á, ta nhất định phải cho ngươi xuống địa ngục. Ngươi lại là người kỳ thị chủng tộc, ngươi là người châu Á lại dám kỳ thị chúng ta. Hầu tử châu Á cũng kiêu ngạo như vậy. Có tin đem ngươi đánh thành bánh thịt hay không? Một đám tiểu hắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhất thời nổi giận. Vu Bắc nghe được một đám người nói, nhìn không được lắc đầu. Lại cúi đầu ăn cơm, đại cũng không cần nói ta là chủng tộc kỳ thị, bởi vì ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dỗ. Vu Bắc nói ba lần bảy lượt, hoàn toàn chọc giận một đám tiểu hắc. Tom dẫn đầu thở hỗn hỉnh, kéo ống tay áo lên, hãy sẵn sàng để làm cho khuôn mặt của con khỉ châu Á này nở hoa. Tuy nhiên, ngay khi một đám tiểu hắc định động thủ, Ander lại chắp tay sau lưng, nghiêng người, đứng ở phía bắc trước người. Đáng chết! Lão gia hỏa! Mau tránh ra! Bằng không liền ngươi cùng nhau đánh! Tiểu hắc tên Tom sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, hướng về phía A Đức quát. Tuy nhiên, đối mặt với một đám tiểu hắc khí thế hung hăng, A Đức mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhìn về phía một đám tiểu hắc. Quý vị, ấm áp nhắc nhở các vị một chút, thiếu gia lúc dùng cơm, rất ghét người khác hét to. Lão gia hỏa. Vậy ngươi liền cùng con khỉ châu Á này đi chết đi. Tiểu hắc gọi Tom nhất thời giận dữ. Sau đó một quyền liền hướng A Đức nện tới. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 02 Ander, ưu nhã bạo lực Tại Bắc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tom phẫn hận đấm một quyền về phía Ander Nhìn không được liếm môi dưới, trong đầu đã xuất hiện trước mắt lão gia hỏa bị chính mình một quyền nện đến đầu rơi máu chảy cảnh tượng Tuy nhiên, vu bắt đứng một bên không chút lo lắng, đầu cũng không ngẩng lên, thậm chí còn lắc đầu từ trong đồ ăn lấy ra một mảnh rau bị hỏng. đáng chết. Tông tên này cư nhiên hướng lão nhân xuất thủ, nói ra như vậy đã là quá đáng rồi. Nói xin lỗi, cho bọn họ bồi thường chút tiền liền đi qua. Tông kia khí lực rất lớn. đáng giận. Tông thật sự là quá đáng. chết tiệt. hay là báo cảnh sát đi những người khác trong nhà ăn thấy một màn như vậy, nhất thời đều là khiếp sợ không thôi. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Rốt cuộc, ai cũng không giống nhìn thấy một lão nhân bị đánh đến máu thịt mơ hồ bộ dáng. Và ngay khi nắm đấm của Tom chạm vào mặt Ander ngay lập tức, quyền thế của Tom đột nhiên đình trệ lại. Tom nắm đấm, cư nhiên bị Ander một tay cho nắm chặt. Ngay cả chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới một quyền của mình lại bị lão già gầy yếu trước mắt tiếp được. Mình chính là chủ tịch của Judo xã. Tâm quay lại, theo bản năng muốn rút lại nắm đấm của mình, lại phát hiện nắm đấm của mình giống như bị kìm sắt kẹp lấy, căn bản rút không trở lại. Đáng chết. Tâm trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó cắn răng lại là tay trái một quyền hướng tới Ander đánh tới. Chỉ bất quá, đồng dạng là bị A Đức vững vàng bắt được. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy giằng co. Trong mắt người ngoài, tự hồ là Tom đang nói đùa với Ander. "Tom, anh đang làm gì vậy? Đánh hắn a." "Đúng vậy, Tom, sao lại nhường nhìn lão già này?" Một đám tiểu hắc phía sau Tom nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lên tiếng nói. "Đáng chết. Lão già hỏa này có chút bản lĩnh. Các ngươi cùng lên đi." tâm cảm giác được nắm đấm của mình bắt đầu bị bóp đến đau đớn nhất thời cũng không để ý tới người mất mặt nào vội vàng lên tiếng nói một đám người nghe được lời này của hắn nhất thời cũng ngây ngẩn cả người sau đó lúc này mới cùng nhau hướng về phía a đức đánh tới ta nói rồi lúc thiếu gia dùng cơm ghét nhất là người khác trống to thấy một đám người vây quanh nụ cười trên mặt a đức cũng không còn lông mày nhíu lại hư lạnh một tiếng nói. Sau đó hai tay dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem hai cánh tay của Tom đều tháo xuống. À, Tom hét lên. Nằm trên mặt đất, không ngừng lăn. Mà A Đức lúc này lại lười để ý tới Tom, đi thẳng lên, thành thạo đi một vòng trong đám tiểu hắc. Sau đó một đám tiểu hắc đều ngã xuống đất. Không ngừng kêu trên. Chúng ta nơi này là lạc thánh đô áo Đức Đại học, hiện tại có một đám người dự định quần ẩu một lão nhân, ngươi. Bên kia, một nữ sinh đang chuẩn bị báo cảnh sát, bỗng nhiên, đồng bạn bên cạnh sắc mặt hoảng sợ vỗ vỗ nàng. Cô nhìn lại, chính là nhìn thấy đám thi bạo giả kia lúc này đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu trên. Mà lão nhân kia dáng người cao ngất đứng ở nơi đó. Lấy khăn tay từ ngực ra đang lau tay. Alo. Thưa cô, xin hỏi tên cô là. Trong điện thoại nữ sinh, truyền đến thanh âm. Thật ngại quá. Hiện tại đã không có việc gì. Nữ sinh nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó cúp điện thoại. Cũng giống như những người khác, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Ai cũng không nghĩ tới, lão nhân gầy yếu lại một mình đem đám tiểu hắc cường tráng kia đánh ngã toàn bộ. Chờ đó. Các ngươi chờ đó cho ta. Tâm đứng dậy, sau đó mang theo một đám tiểu hắc hoảng sợ chạy ra ngoài. Được. Trong nhà ăn nhất thời cũng là nhìn không được vang lên một trận hoang hô. Dù sao, nhìn đám ác bá tông chịu thiệt. Một đám người vẫn thập phần vui vẻ. Mà lúc này, sau khi Ander lau tay xong, cất khăn tay đi. Chính là lập tức xoay người, ấy nấy không lưng về phía vu bắc. Ngại quá, thiếu gia, làm lỡ bữa cơm của ngài rồi. Không có việc gì, à Đức, làm không tệ. Đi thôi, ta cũng ăn không kém nhiều lắm. Vu Bắc cười cười nói. Đứng lên, chuẩn bị đi. Chờ một chút. Tiên sinh. Tuy nhiên, ngay lúc này, bỗng nhiên cô gái châu Á gầy yếu vừa rồi bị khi dễ chạy tới, ngập ngừng nhìn Vu Bắc, sau đó lập tức cúi chào Vu Bắc. Cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn anh, trên thực tế, ngay từ đầu anh cũng không định giúp em. Vu Bắc nói. Tôi biết, nhưng vẫn cảm ơn ngài. Nếu ngài không nói những lời đó, tôi có thể sẽ rất thảm. Tôi biết, ngài không cần phải nói những lời này. Cô gái châu Á gầy yếu gật đầu, nói. Vu bắt sửng sốt một chút, sau đó cũng yên lặng gật đầu. Mang theo Ander và chuẩn bị rời khỏi đây. Tông bọn họ ở trong trường học có một cái chuyên môn tiểu hát ban phái, phỏng chừng bọn họ lúc này chính là đi gọi người. Tuy nhiên, ngay lúc này, cô gái gốc Á kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở tuy nhiên lời này của hắn vừa dứt lại là nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận huyên náo nhất thời sắc mặt trắng bệch nhìn ra bên ngoài chỉ thấy đám tiểu hắc của Tom mang theo ước chừng năm sáu mươi tiểu hắc miệng mắng chửi đỉnh đạt cầm trong tay các loại khí giới tới đây xem ra ngươi nói chậm rồi vu bắc nhìn một màn trước mắt này nhìn không được cười nói cô gái châu á gầy yếu thấy vậy cắn răng nói với vu bắc tiên sinh hai người đi trước đi, tôi biết cửa sau nhà ăn đi như thế nào. Ở đây, tôi sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Nghe được lời này của cô gái châu Á gầy yếu, vu bắt nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lắc đầu. Lại nhìn về phía tiểu hắc ban phái khí thế hung hăng chạy tới. Hắc ma ma một mảnh, ngũ quan cũng không thấy rõ, trong lòng vu bắt dân lên phản cảm, Ander, có cách nào trị tận gốc hiện tượng này không? Ừm. Ý tôi là, trị tận gốc chủng tộc này thiếu gia tình huống trước mắt là không có biện pháp tiểu hắc chủng tộc có chút tràn lan bất quá mỹ lệ quốc trước kia có loại chế độ đối với tiểu hắc rất có hiệu quả a à đức cúi đầu nói người nói nô lệ vu bác sững sốt một chút nói ander im lặng cười gật đầu cũng đúng nhưng muốn khôi phục chế độ nô lệ chỉ sợ có chút khó khăn nếu thiếu gia muốn thay đổi như vậy chúng ta có thể thử tranh cử tổng thống tập đoàn sẽ hoàn toàn ủng hộ thiếu gia cho dù là tập đoàn kim ngư phố liên hợp lại vu gia cũng không sợ chút nào a à, đức mí mắt rủ xuống nói ra trong đó vu gia hai chữ càng là trực tiếp dùng tiếng trung nói ra mà đây cũng là quy củ của tập đoàn hai chữ vu gia phải dùng tiếng trung vu bắt cười cười vuốt cầm mình tranh cử tổng thống sao nghe không tệ các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 03 Giết chết một cái tiểu hắc cần một giây, từ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ấm áp cảm giác mình giống như đang nằm mơ Cả người đều là trực tiếp hóa đá tại chỗ Trong lòng càng là sợ hãi không thôi mà nội tâm nàng sợ hãi lại không phải đến từ năm 60 tiểu hắc khí thế hung hăng trước mắt. Mà là đến từ bên cạnh mình hai người đối thoại. Nếu như mình không nghe lầm, hai người vừa rồi bên cạnh mình, tự hồ. Tranh cử tổng thống. Đang thảo luận. Khôi phục chế độ nô lệ. Chúa ơi! Hai người này rốt cuộc là làm cái gì? Lại dám trắng trợn thảo luận những thứ này. Vu gia. Người châu Á bên cạnh mình không, người Trung Quốc. Thanh niên bên cạnh mình lại giống mình, là người Hoa. Ấm áp nghĩ tới đây, tim cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn. Nhịn không được nhìn về phía vu bắc cao hơn mình một đầu, lúc này, vu bắc ôn nhuận như ngọc ở trong mắt nàng phản phất như thần linh. Tuy nhiên, chỉ sửng sốt một chút, ấm áp lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu. Nhìn đôi giày mình giặt đến trắng bệt cũng không nở thay. Hơi cắn chặt răng. Đáng chết. Chính là bọn họ. Bọn họ là phân biệt chủng tộc. Tâm lúc này hai tay rũ xuống trước ngực, hung tận nhìn chầm chầm vu bắc và A Đức nói. Tông chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Lúc này đây hắn nhất định phải làm cho người trước mắt trả giá tương ứng đại giới. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc tốn nhiều tiền mới để cho lão đại trong bang phái đáp ứng mình vì mình ra mặt. Phanh. Tiểu hát tóc đen dơ bẩn đứng ở phía trước đem gậy bóng chày trong tay đặt trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Ha ha, con khỉ châu Á chết tiệt. Nghe nói ngươi là kẻ phân biệt chủng tộc. Có bản lĩnh đem những lời ngươi vừa nói, nói lại trước mặt ta một lần nữa. Tiểu hát biến tóc bẩn vẽ mặt khiêu khích nhìn vu bắc nói. Mà mấy chục tiểu hát phía sau hắn cũng cười lạnh. Không ngừng vung vũ khí trong tay mình. Vu bắc nhìn đám người trước mắt nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Không trả lời hắc hắc bím tóc bẩn, quay đầu nhìn về phía Ander, A à Đức, có thể giải quyết sao? Thiếu gia yên tâm. Ander cười cười, sau đó trực tiếp đi ra. Nhìn đám tiểu hắc trước mắt. Các vị, thiếu gia chúng ta bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi, phiền các vị nhường một chút, ta cho mọi người một phút. Khi nghe những lời của Đức Phật, một đám tiểu hắc nhất thời ngây ngẩn cả người đây không phải là chúng ta đang chặn các ngươi sao? Có chuyện gì vậy? Còn phải nhường đường cho ngươi. Còn đến ngược một phút. Đe dọa chúng ta. Chính là hắn, lão đại, chính là lão gia hỏa này đem chúng ta đánh thành cái dạng này. Tom nhìn thấy Ander đứng ra, nhất thời nhịn không được lên tiếng. Câm miệng. Bị một lão gia hỏa đánh thành như vậy, ngươi cùng quan vinh sao? Nhưng mà, tóc đen bẩn thiểu lại hung hăng trừng tông một cái, người sau lập tức gật đầu. Sau đó, trong mắt tiểu hát bím tóc bẩn lấp lánh lãnh quan. Nhìn A Đức nói. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không tuổi già si ngốc? Nói mê sản như thế nào? Ngươi cùng nhà các ngươi tiểu bạch kiểm nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ cân nhắc tha thứ các ngươi. Tuy nhiên, A Đức lại giống như không nghe thấy lời nói của tiểu hát chỉ lặng lẽ lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra, nghiêm túc hẹn giờ. Đáng chết. Tiểu hắc biếm tóc bẩn nhất thời gian mặt co quắp một chút. Xem đi, lão đại, tôi nói rồi, lão gia hỏa này không coi ai ra gì. Tom thấy vậy, vội vàng châm ngòi thổi gió nói. Câm miệng. Tiểu hắc biếm tóc bẩn quát lớn. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Ander. Trực tiếp cầm lấy gậy bóng chày của mình. Cùng tiến lên cho ta chỉ cần không đánh chết, ta đều gánh vác nổi. Tiểu Hắc Bím tóc bẩn nói. Sau đó là trực tiếp chào hỏi chính mình mười mấy cái tiểu đệ đi ra, cầm trong tay khí giới hướng tới Ander liền vây tới. Dù sao hắn cũng là từ Tom nơi này biết được Ander vũ lực phi phàm. Cho nên liền định dùng số lượng áp đảo Ander. Hắn cũng không tin, chính mình cái này mười mấy cái cầm trong tay khí giới người trẻ tuổi, cùng lên đều làm không được trước mắt lão gia hỏa a à, làm sao bây giờ có thể xảy ra tai nạn mạng người hay không lần này lão tiên sinh khẳng định chống đỡ không nổi hiện tại báo cảnh sát còn kịp sao khẳng định không còn kịp rồi một số sinh viên trong căng tin đi theo quan sát thấy một màn như vậy nhất thời đều là nhìn không được hít sâu một hơi kinh hô lên cho dù là bọn họ kiến thức thân thủ của a đức nhưng trước mắt là một đám tiểu hắc cầm vũ khí đám người này động thủ thật đúng là không nhẹ không nặng. Bọn họ thật sự là nghĩ không ra, AD có thể dùng biện pháp gì ứng đối trước mắt tình huống. Mà một bên ấm áp càng là nhìn không được đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Nhìn đám tiểu hắc hung thần ác sát trước mắt. Nắm chặt nắm tay, ngón tay cũng có chút trắng bệt. Sau đó, ấm áp theo bản năng nhìn về phía vu bắc, lại thấy người sau vẫn mỉm cười như cũ. Đáng chết. Lão gia hỏa lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mà bị thương Tom nhìn chính mình ban phái người đem Ander cùng vu bắc vây lại, nhất thời nhìn không được hiện lên một tia phẫn hận tươi cười nói. Mấy tiểu hát khác bị Ander đánh cho một trận cũng là sắc mặt hưng phấn. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ tưởng rằng sắp nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Ander và vu bắc, lại thấy tiểu hát tóc đen bẩn xông tới trước tiên dừng bước. Mà những tiểu hát khác thì giống như là nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi sắc mặt kinh hãi lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Tông ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng cúi tay chạy tới phía trước. Mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tông cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy A Đức không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm ngay bím tóc bẩn phía trước nhất tiểu hắc. Một phút đã đến. Ander một tay khác cầm lấy đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lắc đầu nói. A Đức, có thể rất phiền toái hay không đúng lúc này vu Bắc lên tiếng hỏi yên tâm đi thiếu gia sẽ không rất phiền toái giết chết một tiểu hắc cần một giây đồng hồ từ cục cảnh sát đi ra chỉ cần một phút đồng hồ thiếu gia xin ngài đứng xa một chút ta sợ máu bắn lên người ngài a à, đức cười cười rắc một tiếng trực tiếp kéo chốt an toàn của súng xuống các vị độc giả lão gia trong tay có vé có hoa tươi ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 04 Tại Bắc Hiệu trưởng tiên sinh, ngươi bị khai trừ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ander kéo chốt an toàn của khẩu súng xuống. Nhất thời tiểu hắc bị dọa đến tay chân lạnh lẽo. Hắn không dám đánh cược khẩu súng này có thật hay không. Rốt cuộc, đây chính là ở Mỹ lệ quốc. Tiên sinh, tôi sai rồi, không đúng, không đúng. tiểu hát biến tóc bẩn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. sau đó lên tiếng cầu xin tha thứ. nhưng mặt a đức lại không chút thay đổi. hiệu trưởng đến rồi. nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên những học sinh bị một màn trước mắt dọa đến choáng váng kinh hô. thấy một người da trắng đeo kính lo lắng đi tới. chúa ơi, các người đang làm gì vậy? mau dừng tay lại. hiệu trưởng hô. Nếu là ở trường học xuất hiện án mạng, vậy sang năm tuyển sinh xuất nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đến lúc đó, hội đồng quản trị nhất định sẽ tự trút giận. A Nhĩ Đức lại liếc mắt nhìn Vu Bắc. Người sau mỉm cười lắc đầu. Quên đi, Ander không cần phải nháo thành cái dạng này. Hơn nữa, đối với sản xuất nông cụ, chúng ta phải ôn nhu một chút. Được, thiếu gia. Ander gật đầu, thu hồi súng lục không đợi hiệu trưởng hỏi, chủ động lấy giấy chứng nhận cầm súng ra. Hiệu trưởng nhìn thấy giấy chứng nhận cầm súng cũng không tiện nói gì, đè nén lửa giận nói với Vu Bắc. "Vì bạn học này, tôi nghe nói cậu ở trường phát biểu không tốt, mời theo tôi đến văn phòng một chuyến." Ander đang định thương lượng gì đó với hiệu trưởng, lại bị một tay Vu Bắc đè lại. Chỉ thấy Vu Bắc cười lắc đầu. "Đi theo hiệu trưởng liền đi, mà Ander cũng đi theo hai người phía sau." ấm áp đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng vu bắt, ánh mắt có chút cô đơn. Con khỉ châu Á chết tiệt. Đồ không cha không mẹ. Mà đúng lúc này, tóc đen bẩn phục hồi tinh thần lại, lau mồ hôi tráng mình, miệng lầm bầm mắng một câu. Thân hình vu bắc dừng lại một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Mà Ander nhưng là đột nhiên quay đầu lại, trên mặt không còn thông dong, ánh mắt cực kỳ âm ngoan nhìn bẩn bím tóc tiểu hắt liếc mắt một cái đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng xoay người lại, đẩy đẩy kính mắt, "Bạn học Vu Bắc đúng không? Tại sao cậu lại phát biểu phân biệt chủng tộc ở trường?" Hiệu trưởng tiên sinh, thiếu gia nhà chúng ta chỉ là lời nói thật." A à Đức thay Vu Bắc nói. Hiệu trưởng nhất thời có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở trước mặt mình, Vu Bắc cùng lão người hầu này đều như thế. Không hề hối hận. T. Vu Bắc đồng học Trường học của chúng ta là kiên trì chủng tộc bình đẳng, nếu như ngươi không đối với chuyện này phát biểu xin lỗi thanh minh, ta nghĩ, có lẽ ngươi liền không có cơ hội ở chỗ này tiếp tục học tập của ngươi." Hiệu trưởng sắc mặt khó coi nói. Mà nghe được hắn lời này, vô luận là Vu Bắc hay là Ander đều là nở nụ cười. "Hiệu trưởng tiên sinh, ý của ngài là muốn đuổi việc tôi phải không?" Vu Bắc hỏi. "Đúng vậy." Hiệu trưởng nói. "Tốt lắm." hiệu trưởng tiên sinh mời ngài đứng lên một chút vu bắc gật đầu nói cái gì hiệu trưởng sửng sốt một chút bây giờ anh đang ngồi ở vị trí của tôi tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết anh bị đuổi việc vu bắc nói ngươi cho rằng ngươi có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao muốn đuổi việc ta chỉ có thể là hội đồng quản trị quyết định hiệu trưởng nghe được lời này của vu bắc giận dữ vỗ bàn nói Vu Bắc lại là cười cười, cho Ander nháy mắt. Ander điểm một chút, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Qua hai phút sau, lại đi vào gật đầu với Vu Bắc. Cho dù ngươi có nhận thức hội đồng quản trị người, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đuổi việc ta, ta đối với trường học cống hiến, không ai có thể so sánh được. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, điện thoại đặt bên cạnh lại vang lên. Uy, uy tư tiên sinh, cái gì? trường học của chúng ta bị người ta mua lại hiện tại hiệu trưởng là là vu bắc điều này điều này sao có thể hiệu trưởng nghe được lời nói trong điện thoại nhất thời trực tiếp đứng lên vẻ mặt khó tin nhìn vu bắc ống nghe trong tay cũng rơi xuống đất hiệu trưởng há miệng cũng không biết nói cái gì trong đầu trống rỗng ánh mắt nhìn về phía vu bắc cũng trở nên sợ hãi đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hiệu trưởng tiên sinh, thu dọn đồ đạc của ngài một chút đi, tôi cho ngài thời gian 10 phút." Vu Bắc vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần, sau đó đờ đẫn gật đầu. Sau khi thu dọn đồ đạc của mình một phen, chết lặng đi ra khỏi văn phòng. Vu Bắc ngồi trên ghế hiệu trưởng, sắc mặt thản nhiên. "Ander, ngươi vừa rồi nói cái kia phương pháp không sai, tranh cử tổng thống, khôi phục chế độ nô lệ." Đó là một biện pháp tốt. Vậy chúng ta liền từ trường học bắt đầu đi, trường học này chính là ta tranh cử tổng thống căn cứ địa. Vì sự tiến bộ của xã hội văn minh nhân loại, tôi chỉ vất vả một chút thôi, ai bảo tôi là người tốt chứ?" Vu Bắc cười nói. "Được, thiếu gia. Vậy bây giờ cậu có phương án tranh cử không?" A à, Đức hai tay buông đầu gối, đứng ở một bên nói. "Đương nhiên là có." trong mắt Vu Bắc hiện lên một đạo quan mang, cười nói. Lập tức triệu tập hội nghị cấp cao, tôi muốn biến trường học thành căn cứ thí nghiệm xã hội của tôi, chúng ta làm cho thế nhân xem. Khôi phục chế độ nô lệ, trước hết bắt đầu từ trường học của chúng ta đi. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 05 Thành lập quan minh đảng nghe lời tiểu hắc lưu, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. được, thiếu gia, ta đây hiện tại liền đi an bài. nghe được vu bắc nói, ander cười gật gật đầu. chờ một chút, ander. nhưng mà vừa lúc đó, vu bắc lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi ander lại. ander xoay người lại, chính là nhìn thấy vu bắc vuốt cầm đang suy nghĩ cái gì. ander Ngươi cảm thấy ta gia nhập tượng đảng hay là lưu đảng, ta tham gia tranh cử tổng thống, tóm lại là muốn có một thân phận A. À? Vu Bắc hỏi. Ander cười cười. Thiếu gia, như đảng cùng lưu đảng trên thực tế sau lưng cái kia mấy cái tư bản tập đoàn đều là giống nhau, đơn giản là tả hữu thủ khác nhau mà thôi. À, ý của anh là, nếu như tôi gia nhập hai đảng phái này, còn phải nghe mệnh lệnh của mấy tập đoàn tư bản kia sao? Đây có thể là phong cách của tôi sao? Vu Bắc cau mày nói. A à Đức cười mà không nói. Được rồi, Ander, đừng cười nữa, tôi biết anh đang nghĩ gì. Vu Bắc nhìn nụ cười của Ander, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tổ chức lại một bữa tiệc để tranh cử tổng thống. Ân, ừ, chúng ta party tôn chỉ chính là khôi phục chế độ nô lệ, đã như vậy, như vậy gọi là quang minh đảng đi. Nói tới đây, trong mắt Vu Bắc không nhìn được nở rộ ra một chùm quang mang được thiếu gia tôi sẽ giúp ngài xử lý tốt vậy bây giờ tôi đi kêu cấp cao của trường tập hợp hợp ander gật đầu mỹ lệ quốc hiện tại party nhiều như lông trâu bắt đầu một bữa tiệc mới không thể dễ dàng hơn cho nhóm đi đi vu bắc cười cười phất tay nói ander cúi người cúi chào vu bắc sau đó rời đi mà vu bắc lại lấy ra một cây bút bắt đầu viết những gì mình muốn nói sau này nửa giờ sau tất cả các trường đại học Oder đều biết về một điều gây sốc. Lão hiệu trưởng bọn họ đã làm 10 năm, lại đột nhiên nghỉ việc. Mà hiệu trưởng mới lại còn là một học sinh. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diễn đàn sinh viên trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người bắt đầu thảo luận về cái tên vu bắt lập tức bùng nổ này. Dù họ có sử dụng bất cứ phương tiện nào, giao tiếp với bất cứ kênh nào, không có thông tin gì về miền Bắc cả mà các giáo viên trong trường cũng vô cùng khiếp sợ. Nhất là sau khi biết một phen ngôn luận khiến người ta tam quan chấn nát của Vu Bắc. Càng là có chút không biết làm sao. Trong môi trường dư luận như Mỹ lệ quốc ngày nay, hiệu trưởng của họ lại là một người kỳ thị chủng tộc. Hội đồng quản trị chẳng lẽ không có hành động gì sao? Tại sao lại đột nhiên bổ nhiệm một học sinh làm hiệu trưởng của chúng ta? nghe nói chúng ta hội đồng quản trị cũng không phải bổ nhiệm vu bắc làm chúng ta hiệu trưởng mà là vu bắc đem chúng ta trường học trực tiếp cho mua xuống nga đáng chết thật không biết người điên cuồng như vậy sẽ làm ra chuyện gì trong phòng họp đại học áo đức một đám giáo viên và lãnh đạo cấp cao của trường đều kinh ngạc thảo luận mà trên sân khấu a đức đứng ở trước đài chủ tịch nhìn cảnh tượng huyên náo trước mắt nhìn không được ho khan một tiếng các vị im lặng một chút thiếu gia chúng ta nói chuyện. Nghe được lời của A Lạp Đức, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Ngay sau đó, mọi người thấy vu bắt sắc thông dông từ phía sau màn chậm rãi đi ra. Ngồi trên chiếc ghế duy nhất trên đài chủ tịch. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đến thái quá của người châu Á, một đám cao tầng trường học cùng các lão sư lại là một trận kinh hãi. Các vị lão sư, chào mọi người, có thể trong này có người biết ta, cũng có người không biết ta nhưng ta vẫn muốn tự giới thiệu với mọi người ta tên là vu bắc vu bắc vừa cười vừa nói một đám người nghe được lời này của vu bắc lại có chút bối rối cái này có thể gọi là tự giới thiệu sao chỉ nói một cái tên nhưng mà vu bắc không để ý những thứ này trực tiếp lấy ra bản thảo của mình lần này gọi tất cả mọi người tới chủ yếu là muốn tuyên bố một chút biện pháp mới của trường chúng ta không giấu dến Tôi đã chuẩn bị tranh cử tổng thống Mỹ Lệ Quốc, cho nên trường học của chúng ta sẽ trở thành hậu phương lớn trong cuộc tranh cử của tôi. Mặt khác, còn có một việc, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dành ưu đãi đặc biệt cho học sinh tiểu học, chúng ta sẽ miễn học phí cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, tôi đã xem qua thành tích gần đây của những người da đen ở trường, họ rõ ràng không có ý định học tập, thay vì như vậy, không bằng giải phóng bản chất của họ để họ làm công việc lao động của trường bao gồm nhưng không giới hạn quét dọn đổ rác kéo nhà vệ sinh và sau đó là công việc hái bông của trường đương nhiên những thứ này đều có thù lao thêm ta nói xong ai tán thành ai phản đối dỗ lời này của vu bắc không thể nghi ngờ là ném một quả bom hạt nhân vào trong phòng họp tất cả mọi người đều là da đầu tê dại tranh cử tổng thống người thanh niên này lại muốn tranh cử tổng thống và để bọn tiểu hắc đi làm cu li, còn muốn hái bông. Thật là kỳ thị chủng tộc. Tôi phản đối. Trường học chúng tôi luôn ủng hộ bình đẳng chủng tộc. Không thể tiến hành hành vi kỳ thị như vậy. Hiệu trưởng Tiên Sinh, chúng ta không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ làm cho trường học của chúng ta bị đánh lên chủng tộc kỳ thị ấn ký, hơn nữa bị mỹ lệ quốc toàn xã hội người thảo phạt. Đúng vậy, hiệu trưởng Tiên Sinh, xin thu hồi mệnh mấy lão sư trực tiếp đứng lên, sắc mặt đỏ bừng phản bác. Vu Bắc cười cười, liếc nhìn Ander một cái. À, Đức Điểm Điểm, nhìn về phía mấy tên lão sư kia, mấy vị lão sư này, xin hỏi các ngươi tên là gì? Steve, Holder, Joaquin. Mấy lão sư nhao nhao nói. Được rồi, Steve tiên sinh, Holder tiên sinh, còn có Joaquin tiên sinh, từ giờ trở đi các ngươi bị đuổi việc. Ander nhẹ gật đầu, ghi nhớ tên mấy người, lên tiếng nói. T. Lời của Ander, nhất thời để cho tất cả lão sư cùng trường học cao tầng đều là nhìn không được hít sâu một hơi. Ánh mắt mọi người dại ra nhìn Vu Bắc đang ngồi trên đài chủ tịch. Người sau trên mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt bọn họ quả thực còn lạnh lùng hơn cả ma quỷ. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 06 Trường học cùng bạo Vu gia tư vệ vào sân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Steve tiên sinh, Hodder tiên sinh, Joaquin tiên sinh, hiện tại xin mời rời đi. A à Đức nói Sau đó phất phất tay Đó là bảo vệ của mấy trường học đi ra, mời ba người ra ngoài. Còn lại một đám giáo viên cùng cấp cao trường học đều câm như hến trong lòng mỗi người vẫn thập phần phẫn nộ một là cảm thấy khiếp sợ trước quyết định tùy tiện của vu bắc một cái khác thì là bọn họ cộng đồng ở chung nhiều năm như vậy đồng sự cứ như vậy bị không chút nể tình khai trừ mà có một ít nguyên bản trung lập các lão sư cũng là có một chút dị động muốn đứng lên phản kháng vu bắc tuy nhiên ngay lúc này vu bắc lại nói thêm kế tiếp ta nói một chút chúng ta trường học những chuyện khác đi đối với chúng ta hiện tại lưu lại lão sư cùng các nhân viên chúng ta đem tiến hành một lần trên diện rộng tăng lương vu bắc nói xong chính là cười nhìn một đám lão sư dưới đài mà một đám giáo viên nghe được lời này của vu bắc nhất thời ngây ngẩn cả người bọn họ vốn còn có chút do dự có nên đi ra phản kháng vu bắc hay không một trong những nguyên nhân chính là bởi vì tiền lương của đại học áo đức ở trong cộng đồng này đã được cho là rất cao không ai có thể đưa ra quyết định đơn giản như vậy Rốt cuộc, bọn họ cho dù không lo lắng cho mình, cũng phải lo lắng cho gia đình mình. Nhưng mà, thao tác tăng lương trước mắt của Vu Bắc lại khiến bọn họ khiếp sợ. Bất mãn với Bắc cũng lập tức biến mất vô ảnh. 50% tăng lương. Họ là những người có thu nhập cao trong cộng đồng. Bốp bốp bốp. Cả phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức ốc. Không ai có thể gây khó dễ cho tiền bạc mà vu bắc nhìn thấy bộ dáng đám người trước mắt này cũng khẽ mỉm cười trước tiên tác một cái sau đó cho một quả táo ngọt ăn loại mưu kế này vu bắc tự nhiên là không thể quen thuộc được rồi yên tĩnh vu bắc nói hội trường lại lập tức an tĩnh lại bây giờ tất cả mọi người đi nói cho bạn học tiểu hắc trong lớp một chút về quyết định của trường chúng ta đi mọi người không cần lo lắng dư luận hết thảy đều sẽ do tôi gánh vác ngoài ra tôi sẽ mở rộng trường học, nhanh chóng đưa mảnh đất bông ra ngoài. Cứ như vậy, tan họp. Vu Bắc sau khi nói xong liền đứng lên, mang theo Ander rời đi. Mà những giáo viên còn lại cùng các cấp cao của trường học đều là cùng hoang lên. Sau đó, lập tức đem quyết định của Vu Bắc truyền đến trong lớp. Nhất thời, cả đại học áo Đức cũng sôi trào. Đáng chết. Tên kỳ thị chủng tộc này cư nhiên hạ mệnh lệnh như vậy. Chúng ta phải phản kháng đáng giận thật sự là quá đáng giận khỉ châu á hiện tại đều cưỡi lên đầu chúng ta sao cái gì ở lại sẽ được miễn học phí trồng bông còn có tiền lấy odyssey anh biết đấy mẹ tôi bệnh nặng cần tiền gia họa đáng chết đây là kỳ thị chủng tộc chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có tiền sao tiểu hát bên trong đại học áo đức bắt đầu thảo luận kịch liệt mà làm tất cả mọi người thật không ngờ chính là không ngờ thật sự có một bộ phận tiểu hát nguyện ý lưu lại đương nhiên càng nhiều thì là biểu đạt mãnh liệt bất mãn ước chừng có một ngàn tên tiểu hát đều tụ tập ở quảng trường trường học cao cao dơ cao cờ xí không ngừng diễu hành trên quảng trường phản kháng quyết định này của phương bắc thậm chí một ít cảm xúc kích động tiểu hát còn không ngừng đánh đập trường học công vật ấm áp trốn ở một bên thấy một màn thanh thế to lớn này nhất thời không nhìn được cắn môi dưới. Trong đầu cũng hiện lên bộ dáng phong khinh vân đạm của Vu Bắc. Trước mắt này, đều là người kia một tay khống chế sao? Thật lợi hại. Đúng rồi, giống như anh ta nói muốn tranh cử tổng thống. Tôi có thể tham gia vào đội của anh ấy. Sắc mặt ấm áp ửng đỏ. Sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn không được thầm nghĩ. Mà ngay khi một đám tiểu hát kịch liệt phản kháng, Văn phòng hiệu trưởng đại học Oder, Vu Bắc chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, mỉm cười nhìn tình huống bên ngoài. "Thiếu gia, cà phê có thể uống rồi." Ander đeo găng tay trắng, đem một ly cà phê đã pha xong bưng tới trước mặt Vu Bắc. Vu Bắc nhận lấy cà phê uống một ngụm, cảm nhận được hương thơm nồng nàn trong miệng. "A à Đức, ngươi xem, đây chính là thói hư tật xấu của tiểu H.A. Ngươi thích bạo lực, thích phá hoại, mượn danh tiếng, gây sóng gió." thích tiền, liền đứng ở một bên, nhìn đồng bào của bọn họ. Vu Bắc vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất quá thiếu gia nếu lại để cho bọn họ tiếp tục náo loạn như vậy, chỉ sợ vẫn là không tốt lắm. Ander nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn một mạng, nói ra. Ân, Ander, để cho tư vệ vào sân đi, mau chóng trấn áp xuống, tận lực không muốn sinh ra cái gì đổ máu xung đột, gần đây ta lập tức muốn tranh cử, hay là nhiều bao nhiêu ít phải chú ý một chút hình tượng nha. Vu Bắc cười nói. Ander gật đầu. Trong lòng lại cười cười. Bọn họ hiện tại chỉ sợ không có hình tượng gì. Nhưng nó không phải là trong cách. Sau đó, trực tiếp cầm điện thoại lên, giao phó sự tình. Mười phút nữa. Vu Bắc khiến người ta mở cửa đại học áo đức. Mười mấy chiếc xe vận tải Mercedes hạng nặng chạy vào. Sau đó, từ trên xuống dưới hơn 200 tráng háng tay cầm gậy bóng chạy cùng khiên chống nổ trực tiếp đứng ở trước tiểu hát ban phái cùng bạo. Vu gia tư vệ, nguyện vì vu gia sinh đời đời chết. Hơn 200 tráng hán trực tiếp đem gậy bóng chày trong tay oán hận trên mặt đất, sau đó dùng tiếng trung không chuẩn, ra sức hô. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 7 Người nói cho tiểu hắc việc làm, chính là để hắn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hơn 200 tráng hán cầm khiên chống nổ, võ trang đầy đủ đứng ở hơn 1.000 tiểu hắc gây chuyện. Tuy nhiên, một đám tiểu hắc tự hồ là cảm giác những người này cũng sẽ không chân chính động thủ, như trước đang không ngừng khiêu khích. Đáng chết! Đây là một đám chó vu bắt gọi tới sao? Yên tâm đi, bọn họ khẳng định không dám động thủ. Đúng vậy, chúng ta nhưng là đứng ngươi không sợ bọn họ động thủ, Mọi người không cần sợ bọn họ không nên lui về phía sau một bước. Thậm chí có người trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một ít vật vỡ nát hướng một đám Vu gia tư vệ ném tới. Nhưng những thứ này đều là bị hơn 200 cái khiên chống bạo lực cản lại. Hống. Mà hơn 200 tư vệ Vu gia đã sớm nhận được mệnh lệnh. Đó chính là bọn hắn đối với một đám tiểu hắc khiêu khích không cần phải đi quá mức nhẫn nhịn. Cho nên sau khi một đám tiểu hắc ném dị vật về phía bọn họ, chính là lập tức bắt đầu hành động, trực tiếp vọt vào trong đám người hơn một ngàn tiểu hắc. Tiếp theo chính là cầm lấy trong tay mình bóng chày bổng, hướng về một đám người trên người đánh tới. Nhất thời, liền đem một ít tiểu hắc nhóm đánh cho khóc cha gọi mẹ. Mà bởi vì tiểu hắc vốn trời sinh trong gian cũng không có bất kỳ tính kỷ luật tổ chức nào, cho nên sau khi bị hai trăm người này đã kích như thế, bọn họ cũng lập tức không còn sĩ khí ban đầu hơn một ngàn người bị hơn hai trăm người đánh cho thất linh bát lạc thậm chí có người trực tiếp chân đều mềm nhũng nằm liệt trên mặt đất bị tư vệ vây quanh hành hung mà tận cao nhất của tòa nhà văn phòng vu bắc và a đức nhìn tất cả đều là không có bất kỳ biểu tình ngoài ý muốn nào dù sao chỉ có bọn họ rõ ràng nhất tư vệ vu gia đến tột cùng có giá trị vũ lực như thế nào huấn luyện và đối đầu đây chính là nghiêm khắc dựa theo quy cách huấn luyện của bộ đội đặc chủng bang tam giác Mỹ Lệ mà tiến hành. Tích tích. Đúng lúc này, điện thoại di động của A Đức vang lên một tiếng. A Nhĩ Đức vừa nhìn, lập tức nở nụ cười. Thiếu gia, chuyện xảy ra trong trường chúng ta bị người ta phát sóng trực tiếp rồi, rất nhiều truyền thông đều khiển trách hành động của chúng ta. Bên ngoài trường chúng ta, cũng có rất nhiều phóng viên ầm ĩ muốn vào đây. Không có việc gì, Ander, đây chính là ta muốn trước đem độ chú ý kéo lên lại nói dù sao màu đỏ đen cũng là màu đỏ thôi đúng rồi đăng ký quan minh đảng chúng ta thuận lợi chứ vu Bắc cười cười nói đã nộp lên rồi phỏng chừng hai ngày nữa là có thể đăng ký thành công a à đức nói tốt thu thập một chút tàn cục đi đúng rồi đem những phóng viên kia thả vào đi ta cũng muốn thông qua bọn họ để cho toàn bộ mỹ lệ quốc người đều biết ta muốn tranh cử mỹ lệ quốc tổng thống." Vu Bắc nói. "Được, thiếu gia." Ander nghe vậy, lập tức gật đầu. Sau đó cầm điện thoại lên, truyền đạt mệnh lệnh mới cho tư vệ Vu gia phía dưới. Hơn 200 tư vệ Vu gia sau khi nghe được mệnh lệnh, lập tức thu tay lại, đứng thành một hàng, hình thành một bức tường người. Mà lúc này, cổng trường mở lại. Nhất thời Bên ngoài nhận được tin tức truyền thông toàn bộ lập tức xông vào. Những phóng viên kia nhìn thấy Tiểu Hắc bị đánh đến hoa rơi nước chảy, đều là phá lệ phẫn nộ. Nhất là những phóng viên bản thân cũng là tiểu hắc, càng là như thế. Áo đức đại học đây là đang làm cái gì? Tại sao phải vô cớ đánh học sinh? Hay là học sinh Tiểu Hắc? Hiệu trưởng đại học Oder là ai? Sao có thể cho phép loại hành vi bạo lực này xuất hiện? mời hiệu trưởng Đại học Áo Đức đi ra cho chúng ta một lời giải thích. Sau khi các phóng viên đỡ một đám học sinh tiểu hắc bị thương sang một bên, chính là lập tức cầm lấy các loại trường thương đoạn pháo trong tay. Đều yêu cầu hiệu trưởng Đại học Áo Đức đi ra giải thích. Mà lúc này, Vu Bắc đi ra cùng với Ander. Các vị phóng viên bằng hữu, ta chính là Áo Đức Đại học Tân Nhậm hiệu trưởng. Vu Bắc đứng sau từng người do tư vệ tạo thành, vừa cười vừa nói. Một đám phóng viên nghe nói như thế, nhất thời đều trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ hiệu trưởng Đại học Áo Đức lại là một người châu Á trẻ tuổi như vậy. Về phần mọi người nghi hoặc ta cũng rõ ràng, nhà trường chúng ta hoàn toàn bình ổn tình thế mới bất đắc dĩ phản kích. Không đợi một đám phóng viên đặt câu hỏi, vu Bắc vừa cười vừa nói. Sau đó lại cho người ta lấy ra video liên quan, bên trong ghi lại hình ảnh tiểu hắc tụ tập gây sự sau đó lại ném đồ cho tư vệ vu gia thoạt nhìn giữ gìn trật tự. Hiệu trưởng tiên sinh, ta như thế nào nghe nói là bởi vì trường học tiến hành chủng tộc kỳ thị hành vi, tiểu hắc học sinh mới liên hợp lại phản kháng. Đúng vậy, hiệu trưởng tiên sinh, xin cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Lại có phóng viên hỏi. Vu Bắc nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô tội nói. À, bạn phóng viên, lời này của cậu thật quan uổng cho trường chúng tôi. Bọn họ không chỉ có thể miễn trừ học phí, còn có thể ở trong trường học được công tác, thu hoạch thù lao. Một đám phóng viên nghe được lời này của Vu Bắc, đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, lại còn không tìm được cái gì để nói. Ngay sau đó, Vu Bắc còn nói thêm. Không tin, chúng ta có thể để cho học sinh tiểu hắc trong trường nói cho các ngươi biết biện pháp của chúng ta. Nói xong, dưới sự sắp xếp của A Đức, một tiểu hắc tiếp nhận biện pháp của Vu Bắc đứng ra, nói với một đám phóng viên. Đúng vậy, ta rất cảm tạ Vu Bắc tiên sinh, chúng ta hiện tại không chỉ có bị miễn trừ học phí, hơn nữa có thể ở trong trường học làm việc vặt, thu hoạch thù lao, cho gia đình của ta lại mang đến một khoản thu nhập xa xỉ. Nghe được tên tiểu hắc này nói, một đám phóng viên nhất thời có chút xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới Vu Bắc nói lại là thật. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vì sao tuyệt đại bộ phận tiểu hắc đều muốn bạo động? Tại sao cậu không nói trường học không cho tiểu hắc đi học? Cho các cậu đi quét nhà vệ sinh, nhặt rác. Cho các cậu đi trồng bông. Vừa lúc đó, tiểu hắc trong đầu bị gậy bóng chạy mở gáo che băng vải mình mới buộc xong, giận dữ mắng mỏ tên tiểu hắc kia. Dỗ. Một đám phóng viên nghe được lời này của Vu Bắc, nhất thời xôn xao. Ánh mắt nhìn về phía Vu Bắc cũng trở nên vô cùng khiếp sợ khá lắm, ngươi nói cho tiểu hắc công tác, chính là để cho bọn họ đi trồng bông. Mà lúc này, vu Bắc lại là nhịn không được cười cười, cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Chính là cười nói. Các vị, ta, vu Bắc, hai ngày sau sẽ là Mỹ lệ quốc tân lập phát quang quan minh đảng thủ lĩnh. Sau đó tôi sẽ tranh cử tổng thống. Hoan nghênh mọi người gia nhập quan minh đảng chúng ta. Nói xong, không để ý tới sự khiếp sợ của phóng viên và tiểu hắc, trực tiếp xoay người rời đi. Mà nụ cười của Vu Bắc cũng là trực tiếp bị đông đảo phóng viên chụp được, đặt tiêu đề thật lớn. Nó được đăng trên tất cả các tờ báo. Người kỳ thị chủng tộc muốn tham gia bầu cử tổng thống. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 08 ấm áp gia nhập vào tổng thống tranh cử đoàn đội Uji. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi muốn tham gia tổng tuyển cử Mỹ lệ quốc. Hoan nghênh các vị gia nhập quan minh đảng. Ngôn luận của Vu Bắc được đăng trên các tờ báo truyền thông, mà trong đó một ít đoạn ngắn càng là bị một ít tự truyền thông cho lặp đi lặp lại phát thành quỷ súc video. Trong đó, càng có chút cùng Vu Bắc đồng dạng ý nghĩ người, đem Vu Bắc phê thành 18 thế kỷ cuối. 19 thế kỷ đầu nô lệ chủ và những video này được rất nhiều người trẻ tuổi lai like hoặc giảm đạp tóm lại vu bắc trong một đêm lập tức nóng nảy hơn phân nửa quốc gia xinh đẹp về phần quan minh đảng trong miệng hắn cũng có vô số người chờ mong party trẻ tuổi này sẽ như thế nào đại học áo đức lúc này cũng chính thức chấp hành mệnh lệnh của bắc đem những tiểu hát phản kháng kia đều bị đuổi ra ngoài tiểu hát còn lại đều dựa theo phân phó của vu bắc trước khi cánh đồng bông được mở rộng, để cho bọn họ làm các loại tạp vật của trường học. Bên kia, văn phòng hiệu trưởng. Thiếu gia, hiện tại trên rất nhiều trang web đều có video quỷ súc của cậu, có muốn tôi xử lý hết những video này không? Under đứng ở phía bắc trước mặt, đối với phía bắc nói. Tôi biết, Under, trong đó có một đoạn video tôi còn like. Nói bao nhiêu lần rồi, Under, ta cũng là người trẻ tuổi, chuyện của những người trẻ tuổi này ta tự nhiên là có thể tiếp nhận. Vu Bắc cười lắc đầu, lướt video quỷ súc của mình lên tiếng nói. Ander gật đầu, im lặng không lên tiếng. Cộc cộc cộc. Tuy nhiên, ngay lúc này, cửa Vu Bắc bỗng nhiên bị gõ vang. Vào đi. Vu Bắc nói. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đến, vô luận là Vu Bắc hay là A Đức đều ngây ngẩn cả người. Giáo. Hiệu trưởng tiên sinh ấm áp mặc một thân âu phục, nhìn qua cũng không vừa người, so với thân hình của nàng lớn hơn một chút, rõ ràng không phải của cô. Là anh. Anh có chuyện gì sao? Vu Bắc nhìn nữ sinh ngoài ý muốn được mình trợ giúp này, lên tiếng nói. Tôi nghe nói ngài muốn tranh cử Tổng thống Mỹ lệ quốc. Tôi muốn gia nhập đoàn đội của ngài. Ấm áp nhìn Vu Bắc, sắc mặt ửng đỏ, cắn răng nói. Nghe được lời nói ấm áp, Vu Bắc hơi sửng sốt một chút, sau đó cùng Ander liếc mắt nhìn nhau. Vu Bắc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, nếu tôi tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ lệ quốc, nhất định là cần một đội ngũ, nhưng tiểu thư còn xin cô nói cho tôi biết, trong đội ngũ của tôi tại sao phải có cô chứ? Tôi. Tôi rất thông minh. Tiên sinh. Tất cả mọi người cảm thấy chủng tộc như ngài. Chủ trương chính trực như ngài không có khả năng thành công, nhưng tôi cảm thấy điều này cũng không phải là không có khả năng hơn nữa ta cũng hiểu được ngài cùng phóng viên nói những lời kia chính là cho quan minh đảng làm tuyên truyền cho mình tạo thế tiên sinh ta có thể giúp ngài chỉnh lý ngài diễn thuyết bản thảo có thể giúp ngài quy hoạch ngài đi du lịch lộ tuyến hơn nữa nếu như trường học chúng ta làm chúng ta tranh cử tổng hậu phương ta có thể giúp ngài xử lý rất nhiều trường học nội bộ sự tình xin hãy cho tôi gia nhập đội ngũ tranh cử của ngài ấm áp hít sâu một hơi nhanh chóng đem ưu thế của mình nói ra vu bắc nghe được một phen ấm áp như vậy trầm mặc không nói mà nội tâm ấm áp cũng là tim đập không ngừng thái độ của vu bắc khiến cô đoán không ra ngươi là người thông minh bắt đầu từ ngày đó phỏng chừng ngươi liền hiểu ta nói như vậy là vì đem đám tiểu hát kia chiêu dụ tới tốt ta thích người thông minh vừa lúc đó vu bắc bỗng nhiên cười ra tiếng nói ấm áp sửng sốt một chút, sau đó một đôi mắt to mặt mảnh liệt sáng lên quang mang. Cảm ơn ngài. Tiên sinh. Ấm áp càng không ngừng không lưng nói cảm ơn. Được rồi, bộ âu phục này không phải của anh chứ. Under, anh mang theo ấm áp đi đặt mây âu phục vừa người. Từ hôm nay trở đi, em chính là người phụ trách tuyên truyền và nội vụ của trường trong đội tranh cử của anh. Vu Bắc nói. Hiểu rồi. Nghe Vu Bắc nói, trong lòng ấm áp một trận cảm động. Đi thôi, ông tiểu thư." A Đức vừa cười vừa nói. Sau đó mang theo vẻ mặt ấm áp của Ron Royce ảo ảnh, ấm áp ngồi ở ghế sau, hai tay thành thật đặt ở trước đầu gối, thần sắc câu nệ. "Lão tiên sinh." Ấm áp thử nói chuyện với A Đức. "Ông tiểu thư, tôi là quản gia của thiếu gia, gọi tôi là Ander là được." A Đức mỉm cười nói, Ông Noãn nghe nói như thế, miếm môi. Sau một thời gian, Ander đem xe dừng ở lạc thánh đô nổi danh nhất Âu Phục cửa hàng. Nhưng mà, đang lúc Ander dự định cùng ấm áp cùng nhau đi vào thời điểm, dư quan lại giống như là nhìn thấy cái gì, trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Ông tiểu thư, vào thử đi, thử xong rồi nói cho tôi biết. A Đức nói. Ander. Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Ông Noãn chú ý tới vẻ mặt của A Đức. Một chút việc nhỏ, lập tức xử lý tốt. A à, Đức cười nói. Ấm áp nghe vậy, cũng biết Ander không muốn cùng mình nhiều lời, biết điều gật gật đầu, sau đó đi vào Âu Phục cửa hàng. Mà Ander lại là nhìn về phía đường đối diện, bị đèn xanh đèn đỏ ngăn cản một chiếc xe máy. Người ngồi phía sau xe máy chính là tiểu Hắc bím tóc bẩn kia. Ander lập tức lên xe, quay đầu đi theo phía sau xe máy. Mười phút sau sau khi nhìn thấy bím tóc bẩn tiểu hắc cùng một tiểu hắc khác ngồi ở vị trí bên ngoài một quán cà phê, A à Đức dừng xe lại. Sau đó gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, một người đàn ông đội mũ trùm đầu đi xe máy tới. Lúc đi qua bên người tiểu hắc bím tóc bẩn thiểu, rút súng tiểu liên u di trong tay ra. Trực tiếp bắn phá tiểu hắc bím tóc bẩn. À, đường phố yên tĩnh lập tức phát ra đủ loại tiếng thét chói tai. Thiếu gia, Ander có thể là ngài găng tay trắng, cũng có thể là ngài trong đêm tối bóng dáng. Xa xa nhìn thấy bím tóc bẩn tiểu hắt ngã trong vũng máu, Ander chậm rãi leo lên cửa sổ xe Rolls Royce, trong mắt lóe ra quang mang, thấp giọng lẩm bẩm nói. Các vị độc giả lão gia, trong tay có vé có hoa tươi, ủng hộ một chút tác giả, những số liệu này phi thường trọng yếu, cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ. Chương 09 Hiraishi khinh thường Hiểu vương trào phúng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Được rồi, cái này đi. Ấm áp sau khi mặc thử vài bộ âu phục, cuối cùng chọn một bộ đồ màu xám làm chủ đạo. Nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một hồi còi cảnh sát. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ không nhìn được chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Xin chào, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Ấm áp hỏi mấy nhân viên phục vụ lập tức trả lời ai nha vì tiểu thư xinh đẹp này nghe nói bên kia xảy ra vấn đề hình như là có một tay súng bên đường giết một tiểu hắc không sai không sai nghe nói vẫn là dùng súng tiểu liên nghe được nhân viên phục vụ lời nói ấm áp sắc mặt trắng bệch nhớ tới trước đó ander lời nói đợi đến khi ông ander nói chuyện này hình ảnh cũng tới rồi mấy nhân viên phục vụ lại ăn dưa ăn được một tấm hình hiện trường mà ấm áp cũng là lập tức tiến lại gần nhìn nhất thời trong lòng cả kinh trong hình người ngã xuống vũng máu kia thật sự là tiểu hát bím tóc bẩn sau đó nhịp tim ấm áp cũng điên cuồng nhảy dựng lên ai có thể nghĩ đến a đờ cao quý tao nhã như vậy còn có một mặt như vậy chứ lại nói tiếp tiểu hát bím tóc bẩn này thoạt nhìn không giống người tốt gì ai tuy rằng những lời này nói ra không tốt nhưng tỷ lệ phạm tội của tiểu hát quả thật cao a à? mà lúc này mấy nhân viên phục vụ lại thấp giọng nói lúc này ấm áp phục hồi tinh thần trong lòng có chút mừng thầm xem ra chủ trương của thiếu gia nhà mình vẫn là nền tảng dân ý nhất định ông tiểu thư đã chọn xong chưa mà đúng lúc này a đức trở lại vẻ mặt ôn hòa hỏi ấm áp gật đầu các vị nữ sĩ xinh đẹp chúng ta đi trước ba ngày sau chúng ta tới lấy. Ander thấy vậy, lại đối với mấy cái nhân viên phục vụ nói. Mấy nhân viên phục vụ vội vàng mỉm cười gật đầu. Ấm áp nhìn một màn này, trong lòng nghĩ nếu những người này biết kẻ đứng sau giết chết tiểu hát bím tóc bẩn thiểu chính là vị lão tiên sinh tao nhã này, không biết là biểu tình gì. Mà Ander và Noãn Noãn thì ngồi lên Rolls Royce, sau đó trở về theo vu bắt phục mệnh. Bên kia, thủ đô của đất nước xinh đẹp. Washington. Trong một biệt thự, cựu tổng thống Mỹ Lệ khắc đốn mũi đỏ mấy năm trước đang nhàn nhã uống rượu vang đỏ, vừa nhìn vị phu nhân của mình chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống lần này. Nhìn vẻ mặt già nua của thê tử, trong mắt khắc đốn hiện lên một tia hổ thẹn, nhưng nhiều hơn nữa là một loại tự hào. Nếu lần này phu nhân của mình cũng có thể tranh cử thành công, trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ Lệ quốc, sau đó, ông có thể tự hào tuyên bố với thế giới Hắn khắc đốn, không chỉ từng làm tổng thống Mỹ lệ quốc, còn từng làm tổng thống Mỹ lệ quốc. Sirasi thân mến, nghỉ ngơi một chút đi. Khắc đốn thấy phu nhân mình nháp một cái, nhìn không được lên tiếng nói. Này sao được, khắc đốn, ngươi không phải không biết, lần này tổng thống tranh cử là có cỡ nào kịch liệt. Hy lạp hy lắc đầu, lên tiếng nói. Nghe đến đó, khắc đốn cũng không tiện nói gì nữa. Hắn hiểu được phu nhân của mình nói là sự thật sự thật ở một mức độ nào đó cuộc tranh cử tổng thống có liên quan rất lớn đến tập đoàn tài sản sau lưng hiện tại đối thủ chủ yếu của phu nhân mình chính là một nhà tư bản lớn đúng rồi thân ái ta gần đây nghe nói có một cái lạc thánh đô người trẻ tuổi muốn tham gia tranh cử tổng thống thật sự là thú vị tiểu tử kia còn là một cái chủng tộc kỳ thị giả khắc đốn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì vừa cười vừa nói hy lạp hy nghe được lời này của trượng phu mình cũng sửng sốt một chút, sau đó khinh thường nói. Trong môi trường này, tham gia vào chiến dịch quảng cáo như vậy. Người trẻ tuổi ngày nay, tư tưởng chính trực cũng quá ngây thơ, anh ta không thể vượt qua vòng đầu tiên. Đúng vậy, ha ha ha, bất quá ta thật đúng là có chút muốn nhìn thấy hắn nếu lên làm tổng thống, sẽ đối với tiểu hắc làm những gì. Tóm lại, nhất định sẽ rất thú vị. Khắc đốn cười cười, uống một ngụm rượu đỏ, đã thấy phu nhân của mình trợn mắt nhìn mình. William, ngầm miệng quả đen lại. Hy Lạp Hy cả giận nói. Khắc đốn xấu hổ nhún vai. Và cùng một lúc, khu vực giàu nhất Washington. Trong một biệt thự, đặt phổ tóc vàng đang nghe cấp dưới của mình báo cáo. Sau khi biết vu Bắc muốn tham gia tranh cử, nhất thời cũng cười lạnh. Cũng không nghĩ đến độ mẫn cảm của tiểu hắc. Hơn nữa, hiện tại tổng thống của chúng ta có huyết thống tiểu hắc. Người này, vừa lên đã ép mình vào tử lộ. Còn có tin tức gì khác không? Ông Tơ, báo chí được tài trợ bởi đội của Hớt nói rằng ông thích. Ông thích quan hệ với nhiều phụ nữ cùng một lúc. Thuộc hạ nói. Đặc phổ nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, tiêu chí tóc vàng trực tiếp dựng lên. Đám người này. Vì chữ bới ta, cái gì tin tức giả đều đang chế tạo. Đánh trả. Lập tức đánh trả cho ta những đoàn đội ta nuôi kia đều là ăn cướp sao? Đem chuyện xấu xa của lão bà tử Hy Lạp Hy kia lấy ra nói. Đúng rồi, còn phải chú ý đến lão già Hy Đăng kia. Đáng chết, ngàn vạn lần đừng để hắn nhặt tiện nghi. Vâng. Đặc phổ tiên sinh. Cấp dưới nghe được lời của đặc phổ, lập tức gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ lệ quốc sắp tới, không có bất kỳ người nào để ý gần đây tiếng gió dần nổi lên ở phía bắc trong mắt những chính khách lão luyện này vu bắc chỉ là một tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu đơn giản là không đủ để họ có quá nhiều sự chú ý các vị độc giả lão gia trong tay có phiếu có hoa tươi ủng hộ một chút tác giả các vị lão gia trước mắt đánh giá phiếu trương số quá ít cũng không đủ biểu hiện hoa tươi cũng là như vậy có thích quyển sách này lão gia có thể nhiều quan uy một chút số liệu. Chương 10 Bông mà khởi công Tại Bắc Thượng đế cho Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phong ba của Đại học Áo Đức vẫn còn tiếp tục. Nhưng những thứ này phản phất là bị ngăn cách ở bên ngoài trường học, dạy học trong trường, ngoại trừ tiểu hắc không đi học mà đi tham gia lao động của trường, về cơ bản đều không có gì thay đổi so với trước kia, mà một bên trường học vẫn không có tài chính khai thác đất hoang, cũng là ở dưới sức mạnh của Bắc tiền tài, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đất bông chính là trực tiếp bị khai phá ra. Thiếu gia, bên ngoài hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngài lên đại nói chuyện. Hiệu trưởng văn phòng, Ander mỉm cười nói. Tiên sinh, đây là dựa theo ý của ngài, chuẩn bị bản thảo diễn thuyết, ngài xem một chút. Mà ấm áp lúc này, cũng là hai tay cầm một tờ bản thảo đưa tới trước mặt vu bắc. Vu Bắc sau khi nhìn đơn giản, liền hài lòng gật đầu. Đại khái viết không tệ, ấm áp, nhưng những lời này hơi uyển chuyển một chút. Sau này có thể lớn mật một chút. Vâng, thưa ngài. Ông Noãn cúi đầu nói. Mà Vu Bắc thì trực tiếp cầm bút lên, ở một ít chỗ nhỏ tiến hành thay đổi, lúc này mới cười nói. Đi thôi, Ander, ấm áp, chúng ta cũng nên đi xem tình huống của bông vải này. Nói xong, mở hai tay ra, áp lập tức thức thời đứng ở phía sau bắc tự tay mặc áo khoác cho vu bắc sau đó ba người đi tới trước công trình bông gòn mà lúc này bất kể là giáo viên hay học sinh trong trường đều là tới nơi này về phần tiểu hát trong trường học thì được an bài ở bên kia vu bắc dưới sự sắp xếp của a đức đi lên đài nhìn đám người dưới đài vu bắc cười cười lên tiếng nói các vị hiện tại vườn bông của trường chúng ta đã thành xuống trường sẽ cung cấp nhiều công việc hơn cho nhóm tiểu hắc mặt khác cũng có một cái tin tức tốt nói cho mọi người chúng ta quang minh đảng đã thành lập hoan nghênh các vị gia nhập chúng ta quang minh đảng kỳ thật ta biết các ngươi rất nhiều người vẫn là không tán thành cách làm của ta nhưng là ta sẽ dùng sự thật chứng minh ta làm như vậy vô luận là đối với xã hội nhân loại hay là tiểu hắc đều là cống hiến to lớn trong lịch sử đất nước xinh đẹp của chúng ta đã có rất nhiều tổng thống vĩ đại ra đời đã sớm nói có người khai sáng hoa đốn tiên sinh gần một chút có người bảo vệ la phúc tiên sinh tôi tin rằng trong số các tổng thống này tất cả mọi người đều có những người mà họ ngưỡng mộ nhất ta đồng dạng cũng là như thế bất quá người kính nể ta cũng không nói nhiều trong các đời tổng thống này tôi ghét nhất cũng là ghét nhất một người đó chính là mộc ken Kinh Thánh nói rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đem ánh sáng đến cho thế gian. Mà Tổng thống Mộc khẳng, lại là đem hắc ám phóng thích ra. Những bóng tối này giống như một bức màn sắt bao phủ bầu trời của xã hội loài người chúng ta. Hỗn loạn, nghèo đói, đói khát, bạo lực. Những thứ này đều là từ trong bóng tối sinh sôi ra. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chứng minh từ trường học của chúng ta rằng Muken đã sai. Công việc tốt nhất của nhóm tiểu hát chính là trồng bông vải chỉ có tất cả tiểu hát trong xã hội loài người đều không làm hoạt động sản xuất ngoài bông vải, văn minh nhân loại chúng ta dù sao càng thêm quan minh. Vu Bắc nói một phen dõng dạc, mà người phía dưới cũng là nghe trận mắt khá hốc mồm. Đối với xã hội mà bắt khẩu hình dung, trong lòng bọn họ cũng đại khái hiểu được. Mẹ nó! Đây không phải là nô lệ sao? Vì trước mắt này, lý tưởng chính trực cao nhất chính là khôi phục chế độ nô lệ tất cả mọi người đều là trái tim cuồng đập. Cũng hiểu vì sao Vu Bắc thực hiện những biện pháp này đối với đám tiểu hắc rồi. Bên kia, nhóm tiểu hắc đứng cùng một chỗ nghe được lời này của Vu Bắc, cũng là một mảnh xôn xao. Những lời này, không phân biệt chủng tộc. Đây là muốn cho bọn họ một lần nữa đeo lên xiềng xích A. Một đám người theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà nhìn thấy Vu gia tư vệ đứng một bên, lại liên tưởng đến thù lao hậu hĩnh mà Vu Bắc đưa ra, bọn tiểu hắc vẫn an tĩnh lại. Tốt lắm, đại khái nói nhiều như vậy, chúng ta quan minh đảng xin điều kiện phi thường đơn giản, chỉ cần không phải tiểu hắc, hơn nữa ủng hộ người của ta, đều có thể gia nhập. Các vị, nếu muốn sáng lập xã hội văn minh nhân loại mới, mời gia nhập quan minh đảng chúng ta. Mà lúc này, vu bắt lại lên tiếng nói. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Mà ấm áp thì là ở lại, đem nhóm tiểu hắc gọi tới trước người cho người phát cho đám tiểu hắc mỗi người một bộ đồng phục làm việc mang theo con số, sau này trên mảnh đất bông, các ngươi không thể gọi tên nhau, đều chỉ có thể gọi số." Ấm áp nhìn đám tiểu hắc nói, "Dựa vào cái gì? Tại sao phải tước đoạt tính danh của chúng ta? Đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Ha ha, ngươi không phải là cùng cái kia nước qua mới trà trộn đến vị trí này chứ?" Một đám tiểu hắc nghe được lời nói ấm áp, nhất thời không lẽ trong đó có một thanh âm đặc biệt chói tai. Sắc mặt ôn noãn nhất thời phẫn nộ, nhìn qua, thì ra chính là Tom lúc trước vẫn khi dễ cô. Ôn noãn đi tới trước mặt Tom, lạnh lùng nói. Không ngờ, anh cũng ở lại. Hừ. Tom hơi biến sắc, không trả lời cô. Trên thực tế, nếu như không phải hắn thật sự không có tiền trả gần nhất dược vật chi tiêu, hắn mới sẽ không lưu lại. Tôi nhìn Tom, trong mắt hiện lên một tia do dự cuối cùng nghĩ đến lời dặn dò của vu bắc cắn răng vương tay một gã vu gia tư vệ trực tiếp đem một cây roi dao vào trong tay ấm áp ba ấm áp trực tiếp một roi đánh vào miệng tom người sau lập tức ông mặt đau đớn kêu lên lần sau còn dám hồ ngôn loạn ngữ đánh chết ngươi ấm áp lạnh lùng nói sau đó nhìn về phía tiểu hắc khác còn đứng ngay ra đó làm gì còn không xuống đất trồng bông một đám tiểu hắc nhất thời giật mình lập tức mặc đồng phục làm việc mang theo số chạy tới ruộng bông các vị độc giả lão gia trong tay có vé có hoa tươi ủng hộ một chút tác giả những số liệu này phi thường trọng yếu cảm tạ độc giả lão gia các ủng hộ